Rồi, chào các bạn, là mình nha. Nay đồ về, chở về đuối quá bạn ơi. Từ Gò Công chở về nè. Đó, từ Hồng Tây chở về nè. Đó, máy này là quái máy quay ếch 110 nha. Đầy đủ luôn nha anh em. Nãy tháo cái bình xăng con ra cho dễ chạy. Đầy đủ luôn. Bộ xử lý khí thải. Cục xa xị. Này kêu cục xa xị. Nè, dây nhựa đầy đủ hết. Bình xăng con luôn, bình xăng con zin luôn nha. Đó, kê hin zin luôn. Đầu lòng buji đồ có luôn. Đây. Răng cỏ đồ ok hết nha, nhớt mình thử rồi nha bạn. Máy móc là còn nhớt nhau đầy đủ luôn, đề có luôn nha. Đặc biệt là bốn ốc gắt chân như này là chưa sơ mi, chưa gì đó, máy này mới rã xuống lần đầu luôn. Này là ở Phú Quốc. Máy này xe này ở Phú Quốc. Nó nằm trong cát á bạn. Xe công an nó thanh lý nhưng mà nó bỏ bãi cát á để chút mình rửa lại. Rồi sẵn về mấy cái đồ mình lấy về. Có anh em có nhu cầu á thì cứ alo mình. Đây cặp gắt chân. Về cặp gắt chân zin nha. Đó. Gắt chân của quay bụng các bạn, quay bụng quay alpha đồ đó, quay rs đồ bạn xài chung á. À, mình lựa mấy cái nào mà nó không có bị quát, nó nào nó không có bị sệ nè, đó thấy không, nó không có bị sệ xuống, các bạn thấy không, nó nằm ngang tràn luôn nè, không có bị sệ xuống rồi về bạn phải đắp nhôm rồi này kia mệt lắm. Cây này cũng vậy luôn, ngang tràn luôn nha các bạn, không có sệ nha nè. Đó. Rồi, anh em có nhu cầu thì cứ alo mình. Này bỏ qua. Này đồ quá trời đồ rồi. Cái này. Cái này là ông anh ở dưới ảnh chia lại. À, này sao đi anh em ơi. Này từ từ đi. Tới cái này. Ở không được đây. Mình quay đây luôn, sẵn có anh em nào cần thì hú mình. Cái này là mình mua cho thằng em kiếm miếng giấy à, sợ nó dơ gạch chút mất công lao các bạn ơi. Thù đêm Thái đó, mình thấy không. Cây cam đầu đêm Thái là mình mua nó không có cây cam, nhưng mà tại vì muốn cho thằng em nó đầy đủ luôn, đầy đủ đồ về nó vệ sinh, nó ráp lên, nó đi sấy xúc bắp rồi nó ráp lên thôi, nên là mua tặng nó cây cam luôn nè. Đó, cái nắp nè, này là của thằng em mình, chút mình chụp hình gửi nó đó, rồi gói lại gửi cho nó. Này là về nắp trên, cái hai cái co lỗ này trên là chưa sơ mi, hai dưới nó đóng cây bù rong nhưng mà nó hàn thêm, về mình xử lý lại hoặc để về chạy vẫn được. Xử lý lại bằng cách là nhổ bù rong ra, đóng bù rong khác vô thôi. Rồi, đây là phần của thằng em. Nó gửi mình cái cạc Mobi 50 rồi nên là mình đi mua giùm cho nó luôn. Mua giùm rồi mình gửi lên rồi phí bao nhiêu thì tiền bao nhiêu thu thu hộ, mình nhờ dịch vụ thu hộ của bưu điện. Ví dụ như là cái ví dụ như đầu này 300 đi, mình ví dụ đi thì nó đặt cọc mình là 50. Rồi mình sẽ gửi lên rồi nhờ bưu điện người ta thu hộ 250, còn lại tiền phí thì bên thằng em nó chịu. Đó. Còn cái đầu này á, là đầu CT nha các bạn. Đầu này cái vỏ không à, cái vỏ đầu, cái vỏ nó không có gì cam. Đó. Nó không có gì cam. Mình mua chỉ cái vỏ thôi, thì mình thấy cái vỏ nó đẹp. Nay mốt mình có chuyên dụng mình gọt lá gọt gì đó mình làm đầu 67 thấy không, chưa có sơ mi lỗ buri luôn đó, dưới hai lỗ này chưa sơ mi luôn. Thì anh em nào cần làm máy độ máy gì đó thì cứ alo mình đó. Còn cái lồng đâu ta, cái lồng alpha à, cái lồng alpha ở đây. Cái lồng alpha này, cái lồng alpha này để mình, cái lồng này để mình nói cho các bạn hiểu
mình cũng không muốn giấu giếm gì luôn, anh em có sao nói vậy nè. Bữa hôm thằng em chúc mình gọi nó có hai cái lồng thì nó muốn lấy cái nào nó lấy, giá cả thì khác nhau. Đây để mình đi kiếm cái lồng kia. Lồng kia đây, cái lồng kia mình để trên này cũng là cái lồng alpha luôn nha. Chúc mình gọi nó, mình hỏi nó thì còn cái nào thì anh em lấy cái đó. Cái lồng alpha này á nó bị gãy cái cánh dưới này thôi à. Đâu rồi? Đây nè. Nó bị gãy cánh ngay đây thôi nha các bạn. Tại vì người ta rã ra, người ta liền tới liền lui nó gãy cánh. Với lại á cái này nó đã lên cót rồi, sơ mi thì sơ mi zin nha, chưa đóng sơ mi lại, còn móng ngựa nè. Chưa đóng sơ mi lại là cót nó đang hiện tại đang cót 2. Đó, 0,50 nha bạn, là bê tông hãng nha. Đó. Này, bê tông giống giống của hãng KFL mà 0,50. Rồi. Nè, HVN đàng hoàng về em nó vệ sinh lại. Ở trong là đang sử dụng tốt nha em. Đó, rồi với cái này nữa. Tất cả là lồng chưa có vớt, chưa có gì lại nha, nguyên zin. Còn cái này. Cái này thì đẹp hơn, không có gãy cánh nào hết. Đây nè. Không có gãy cánh nào hết á. Nó bị gãy con ốc chân đây thì về khoan ra không khoan cũng được, mình gắn cánh bẩn mình mới ấy thôi. Đây. Để đục cái trái ra. Có một tay dừa. Đây. Hiện tại á là cái lồng này á, bạn thấy không, nó là không không có ký hiệu gì hết á, trên bạc nó cũng không có ký hiệu, nó thực chất nó là ớt tăng đa. Đây nè, nè cái sơ mi rất là dày, còn cái này á sơ mi có hai nó mỏng hơn chút, còn sơ mi ớt tăng đa rất là dày nha bạn nè. Nhưng mà tại sao mình muốn nói với bạn, các bạn thấy hai cái trái bê tông không nè, nè hai trái nó khác nhau nha các bạn nè. Và hàng này á nó bây giờ á cho mình cho là nó lên cót đi các bạn, mình cho là nó lên cót đi thì nó lên giữa, nó cho bạn dễ hiểu á là hàng này nó chưa lên cót nhưng mà nó sấy lại, đáng lẽ là nó ít tăng đa là nó xài cái bít tông ít tăng đa phải không, nhưng mà nó sẽ lao cái lồng lại, nói chung là nó lao lại rồi nó sẽ mua một cái bít tông này là bít tông chợ đó, là nó sẽ lớn hơn cái bít tông zin á, bít tông ít tăng đa bao nhiêu gem á các bạn đó, rồi á nó sẽ để vào đây, nên nó là cái này là chưa lên cốt 1 mà cũng không phải ít tăng đa luôn, nó nằm giữa lưng lửng giữa ít tăng đa và cốt 1 nó mới nói vậy cho các bạn dễ hiểu, thì có sao mình nói vậy luôn, nói thiệt anh em thương đó. Rồi thì chúc em nó, mình gọi em nó muốn xài cái nào nó xài. Đó, thì muốn xài nào thì lấy. Thì nó cũng dặn đồ mình, dặn đồ nó cũng cọc rồi chứ không phải không cọc, thì anh em cứ mua đồ thì cái gì thì cứ cọc. Mua bi 50 cũng được, mình ráng kiếm. Còn như hoặc là chuyển khoản, mình ví dụ như chuyển khoản rồi mình kiếm. Giờ không biết sao lấy ra nữa nè anh em ơi. Có một tay. Mình tắt cái điện thoại đi, mình lấy ra. Đây. Cái này là cái mang cá của con này nha. Nè, nhưng mà nó không có trùng màu nha anh em. Cái kia màu bạc, cái này màu xám nha. Tại vì á nó lấy ra nó gỡ cái dục mang cá tiêu rồi, mình mới gỡ cái mang cá của máy khác mình gắn trở lại. Đó. Rồi cái bình xăng này á là bình xăng của Wenfa. Bình xăng con zin. Anh em có cần thì cứ nhắn tin alo mình. Này tính đi kiếm bộ dây điện cho ông anh nữa, dây điện nhỏ mà không có nè. Thằng em nó dặn cái lồng với mấy này nè, nắp nè, nắp lửa nè. Đó, nắp lửa zin luôn. Đây là cái nắp nồi nắp nồi của bữa hôm mình đĩa cái máy này lắm rồi, máy này máy cái nắp nồi ZX. Đó. Mình không có gì nhưng mà mình đĩa nó biết bạn biết sao không, để mình gắn chiếc ZX mình á. Hôm nay mình đĩa mà đĩa lâu quá lâu rồi. Bây giờ nó mất màu luôn. Gỡ ra mình dặn gỡ ra để cho mình gỡ ra dục vù lăng lóc riết tày trùm lum luôn. Rồi giờ mua giùm thằng em luôn, giờ khỏi xài luôn. Đó, có hai món.
Rồi. Rồi còn nào nữa không ta? Ừ, còn này, này của ông anh. Này đồ cổ. Đây, nắp cá. Nắp cá 78, nguyên zin, chưa hàng giá nước bể gì hết. Đây, lồng nhôm. M4. Rồi về phải làm lại, tông sấy lên. Đó. Này anh tặng mình cái đo thông mạch để mình sửa xe, mình câu dây điện các bạn. Ảnh thì thích sưu tầm hàng bãi Nhật lắm nha. Ảnh với lại anh cũng mua bán ba cái phụ tùng mà dụng cụ Nhật, đồ Nhật á, đồ Nhật bãi á. Đó, anh tặng mình cái đó. Đây. Cái này nữa nè. Cái này là cái ống nhựa của cúp 78 đời Sám Tro. Đây, cái lồng nữa. Đây là cái lồng M2. Bê tông đầy đủ nha, đang xài nha. Xe ảnh là lúc anh đi đăng ký anh dọn đồ riêng. Xong rồi giờ đăng ký anh thấy ấy yếu quá rồi anh mới lên đồ lồng 90 nên ảnh còn dư ra là đầu lồng dên. Nè, cái dên này dên lớn nè. Dên này dên trăm hay gì đó mà mới cắt tay đôn lên ba ly nữa nè. Đó, là bộ này, đầu lồng dên, bộ tâm sơn. Đó, đầu lồng dên này mua về là vô xe chứ không có cần làm gì nữa nha anh em. Mua về là vô xe luôn. Nhưng mớ đồ nhẫn rồi này kia linh tinh thì mua luôn. Về có anh em nào cần thì cứ liên hệ nè. Bộ ba này là đang xài nha, dên, lồng với đầu. Đầu này là đầu đời dích lửa nha, đã lên cam mặt đạn nha anh em. Đó, đã lên cam mặt đạn, đang xài luôn nè, chảo nè, đang xài luôn nha. Nói anh em là đang xài luôn, bộ ba này là đang xài luôn thì ảnh cũng bán mình rẻ nên là anh em nào có nhu cầu á thì mình chia sẻ lại cũng rẻ thôi chứ không mắc. Đó, mua rẻ bán rẻ, mua mắc bán mắc. Nói thiệt anh em thương chứ nói xạo xạo anh em chửi chết. Còn gì nữa không ta? Rồi, tạm thời như đó nha anh em. Để mình coi còn cái gì không. Chút mình phải soạn một số đồ nữa. À, quên. Cái bô. Cái bô quen pha đời đầu, đời đời lốc đen nè, Honda nè. Nó ra ngoài nắng nó còn chiếu 7 màu luôn nha anh em. Chưa hàng giá chưa gì á, bị hư cái cổ rồi. Mất tiêu cái núm cổ. Đó, chưa hàng chưa gì hết. Đó, rửa ra là đem ra nắng là nhìn 7 màu luôn. Rồi. Rồi. Cảm ơn anh em ha.